Phương Mỹ Chi thông báo tìm ra sự thật về đoạn clip nóng khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Những ngày qua, Phương Mỹ Chi là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và khán giả khi vướng vào ồn ào lộ clip nóng. Sau khi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận vào hôm 8 tháng 12, sáng 13 tháng 12, giọng ca sinh năm 2003 tiếp tục đăng tải tâm thư, gửi lời xin lỗi đến khán giả đã lo lắng cho mình thời hiền qua, đồng thời cập nhật thông tin mới về vụ việc. Trên trang cá nhân, mới đây Phương Mỹ Chi đã đăng tải bài viết công khai sự thật về đoạn clip nhạy cảm bị lan truyền trên mạng xã hội vài ngày trước khiến cô bị nghi vấn là nhân vật chính trong đó Nếu ca sĩ một lần nữa khẳng định mình không phải là nhân vật xuất hiện trong clip và đoạn clip đó cũng có dấu hiệu bị can thiệp chỉnh sửa bằng công nghệ những ngày qua phương mỹ chi và công ty quản lý đã nhờ đến các chuyên gia công nghệ để phân tích đồng thời nỗ lực tìm kiếm chứng cứ để gửi trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng và đã được tiếp nhận từ góc nhìn của chuyên gia công nghệ nhận định rằng đây là clip được can thiệp bằng công nghệ deepfake và không chỉ riêng chi mà rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã rơi vào trường hợp tương tự, phổ biến hơn là cuộc gọi video lừa đảo hiện nay cũng sử dụng công nghệ này. Tuy nhiên, ý kiến của chuyên gia chỉ mang ý nghĩa tham khảo, do đó chi chưa thể thông báo đến các bạn sớm hơn được. Song song với đó, Phương Mỹ Chi và ekip đã nỗ lực tìm kiếm và tập hợp chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công an và đã được tiếp nhận. Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định Phương Mỹ Chi không phải nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ thời gian điều tra có thể kéo dài cho đến khi có kết quả chính thức. Đối với cô gái 20 tuổi khi bị tổn hại danh dự, nhân phẩm, Chi đã xem đây là một hành trình dài, không chỉ lấy lại danh dự cho bản thân, cho sự công hiến nghệ thuật gần 10 năm qua, mà còn là hành trình theo đuổi đến cùng để sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội, sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, Phương Mỹ Chi cho biết. Đặc biệt, giọng ca vũ trụ có anh cũng gửi lời nhắn trực tiếp đến những kẻ nấp sau màn hình rồi cho đôi bại nhằm hủy hoại danh tiếng của mình rằng các bạn sẽ mãi mãi không hiểu được nỗi uất giận của những nạn nhân bị trà đạp danh dự nhưng các bạn sẽ hiểu được hậu quả của hành động mà mình đang làm là như thế nào chưa bao giờ chi cảm thấy mình cần có trách nhiệm đối với bản thân nói riêng và đối với những nạn nhân của nạn vu khống bạo hành trên mạng xã hội nói chung đến vậy phía phương mỹ chi đang tiếp tục theo đuổi sự việc và khẳng định sẽ giữ thái độ quyết liệt và tinh thần vững vàng cho đến khi sự việc được làm rõ trắng đen